Xin chào mọi người. Rồi, hôm nay Kelly sẽ chia sẻ cách mình vẽ 2D mới nha. 2D mới mình không có cần phải chấm nước liquid mà mình chỉ dùng cái tip này để mình chỉ dùng cái tip này để mình vẽ thôi ha. Rồi, bây giờ cái bóng này Kelly đã sơn hết A9D rồi. Rồi bây giờ Kelly vẽ nha. Bây giờ mình chỉ cần dùng cái tip này thôi. Rồi. Đây. Trước đây thì mình vẽ, bây giờ mình bóp cái này, mình phải bóp cho đều tay nha. Trước đây mình muốn vẽ 2D là mình phải dùng bột bột đắp á, mình bột đắp và bột vẽ 2D mình dùng để mà mình vẽ chấm như nước liquid, còn bây giờ mình không cần ha. Rồi bây giờ đã có cái thân hình rồi nè, mình làm cho đều tay ha. Rồi. Rồi bây giờ đây nó có cái nắp này. Mọi người gắn cái nắp này vào ha. Rồi mình làm cái mình nha. Gắn cái nắp này vào ha. Rồi mọi người có thấy rõ không ạ? Xích lại đây ha. Rồi tí nữa kia thì hơi đèn cho xem. Rồi bây giờ mình đã gắn cái nắp này vào rồi, bây giờ mình cũng phải bóp cho đều tay nha. Giống nắng bánh kem hơn nào. Đây là một cái đuôi. Rồi bây giờ mình cho một cái đuôi kế tiếp nha. Rồi. Giống con thiên nga chưa nè. Bây giờ để Kelly đẩy cái nắp này lại trước cái nha, để không thôi nó bị khô nha. Đây là treo nha mọi người. Rồi sau khi mình làm xong, mình phải tháo cái nắp đó ra, mình đậy lại để cho nó đừng có bị khô ha. Rồi bây giờ Kelly sẽ dùng cái cây cọ ha, cây cọ là N ha. Rồi mình dùng cái cây cọ. Giờ mình chỗ nào nó chưa đều á, mình dùng mình tán lại cho nó đều nè. Đó, mình tán lại cho đều nha. Rồi đây. Dùng tán lại cho đều ha. Rồi mình kéo xuống cho nó giống cái mỏ con vịt nha, con thiên nga nha. Rồi. Ví dụ mà mình có muốn nó to ra một tí xíu á, thì mình có thể nặn ra to một tí xíu cho cái đầu con thiên nga ha. Thêm một cục tí xíu đây nha. Rồi. Sau đó mình đậy lại ha. Rất là dễ làm á mọi người ha, là nó không có bị cái mùi liquid nó hôi nữa. Này, cho nó giống cái đầu, cho nó dồi dồi rồi giống cái mỏ con thiên nga, mình kéo cái mỏ nhọn xuống ha. Rồi. Rất là dễ thương đúng không nè. Rồi bây giờ mình muốn cho nó giống hơn á, mình chấm nó một con mắt. Rồi, bây giờ Kelly sẽ này mình đẩy cái cọ lại nha. Rồi, một là mình chấm, một là mình dùng cái này, mình dùng cái này để mình chấm cái màu ha, mình dùng cái màu đen để mình chấm. Hai là mình có thể dùng cái hạt đá màu màu đen á. Bây giờ để tôi đi chấm cho mọi người xem nha. Đây, chấm ha. Nha, màu đen. Rồi, mình chấm một tí xíu lên đây. Cho nó ra con mắt ha. Rồi, mình thấy nó giống con mắt không nào. Nếu mà mình muốn nó đẹp nữa đó, thì mình gắn một cái viên hạt đá nha, cho nó sáng. Nhưng mà mình để Kelly lấy hạt đá nha, mình có thể lấy một viên hạt đá để mình đính lên, nhưng mà hiện tại không có cái hạt đá nhỏ. Rồi Kelly sẽ lấy cái hạt, bây giờ cái hạt lấy cái hạt của PC đi cũng tạm được ha.
Mình thấy cái hạt nào nó hơi màu đen á. Mấy cái lì xe mình như bên này có. Đây mình lấy một cái hạt phi xì màu đen. Mình bỏ lên đây nha. Chấm một cái hộp màu đen bỏ lên đây ha. Rồi đây. Nhìn có giống con thiên nga chưa nè. Rất là đẹp ha. Rồi bây giờ mình đậy cái hộp phi xì lại để nó khô. Hộp phi xì hoặc là cái phi xì hoặc là mình dùng cái hộp đá nào nhỏ, nó nhỏ thôi chứ nó đừng có lớn quá, nó không có đẹp ha. Lớn quá thì nó không có. Cái hạt nó bị quay cái đầu ngược lại nó không sáng. Đây. Rồi. Nhìn nó giống cái con mắt vậy đó, rồi giống con thiên nga chưa nè. Đây rồi, cái này cho hơi đèn nha. Sau khi mình hơi đèn rồi mình sơn top coat là xong ha.